Xin chào mọi người nha. Hôm nay em có một số các mặt hàng cần xả mini da da. Đấy, mini da da. Hàng này là nó bị tàn hoa rồi. Em xả cho mọi người là 15.000 một khóm. Về các bác làm giống cho em nhé. Đấy, cây vẫn rất là khỏe này, rất là nhiều thân như thế này. Nhưng mà nó tàn hoa rồi. Đấy, tàn hoa rồi các bác nhé. Đấy, da da. Đẹp lắm, có bụi rất là nhiều thân như thế này. Đấy, em để dưới cái gốc xoài nó hơi bụi một xíu. Đẹp chưa? Đấy, các bác lên đơn đặt hàng gọi điện cho em đến số điện thoại 0373052719. Đây ạ. Đấy, rất là nhiều mầm gốc như thế này nhá. 15.000 một khóm đấy ạ. Về làm giống cho em. Mini da da rất là siêng hoa, cho hoa quanh năm luôn nhá mọi người nhá. Cái sau này cái cây trưởng thành ấy thì độ bền hoa nó khoảng 1 tháng, 1 tháng rưỡi. Tùy mình chăm sóc nhá. Rất là bền, nói chung cái da da này dễ hoa lắm. Hoa quanh năm cho em luôn. Đấy, thanh lý cho mọi người, cứ 15.000 một gốc. Bác nào mua 10 gốc em bao ship. Mua 10 khóm như thế này em bao ship nhá. Đấy, em còn rất là nhiều. Các bác tha hồ lên đơn nhá. Lên đơn cho em bằng số điện thoại 0373052719. Đây, em lên tiếp các mã khác này. Em thanh lý châu giống nhá. Châu giống cây rất to khỏe luôn. Không nhỏ đâu mọi người ạ. Rất to khỏe. Đấy, em đã phun chống thối này. Phun kích dễ rồi. Xử lý hết rồi. À, châu giống hôm nay em xả cho mọi người với giá là 15.000 một cốc. Đấy, bình thường bán 25.000, hôm nay xả 15.000 cho các bác về làm giống. Đấy, cho các bác về làm giống luôn, cây rất là khỏe mạnh nhá. Bộ rễ rất là khỏe luôn, đây. Đây em vừa ghép lên cây gỗ đây. Đấy, bác nào yêu thương thì đặt hàng gọi điện cho em vào số điện thoại 0373 052719 nhá. Em lên một cái mã hàng khác đó là Koki, Korat Koki nhá mọi người nhá. Korat Koki là cái dòng hoa mà nó thuộc họ với hoàng nhạn nhá, nhạn. Nhưng mà cái dòng này hoa nó rất là thơm, bền hoa, đẹp chưa? Korat Koki em lên cho mọi người với giá là 130.000 một chậu nhá. 130.000 một chậu, cây rất khỏe. Tất cả các mặt hàng bên em đều xử lý chống thối, phun kích rễ. Đấy, rất là đảm bảo rồi. Mọi người đặt hàng lên số điện thoại cho em nhá.